Dạ sư hoan hỷ trả lời giúp con, trong Phật giáo Nguyên Thủy có Địa Tạng Bồ Tát không? À, xin thưa đó là trong Phật giáo Nguyên Thủy không có bài kinh và chú giải nào có nhắc đến các vị Bồ Tát ở Phật giáo phát triển như là Bồ Tát Địa Tạng thì không có. À, chúng ta khi mà nghiên cứu về hình tượng các vị Bồ Tát á, thì nên hiểu rằng đây là chúng ta phải hiểu cái lớp ý nghĩa bên dưới cái mặt chữ, chứ không phải là cái hình tượng. Xin lấy ví dụ như đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng là phải hiểu và học theo cái hạnh, cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chứ không phải là mình thờ cái người như vậy. Nhớ nha. Ví dụ như mình thờ Bồ Tát Quán Âm đi, là mình phải hiểu đây là đại diện cho từ bi hỷ xả. Và khi mình thờ đó, tức là mình tu tập theo từ bi hỷ xả, chứ không phải là mình chỉ đơn giản là mình thờ cái hình tượng đó là đủ. Thì nhớ giùm sư cái điều đó. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.